Trang rồi. Mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, bây giờ mời hai bạn cùng giới thiệu về mình nha. Bạn gái giới thiệu trước đi. Em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào toàn thể các bạn đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Bùi Thị Phương Anh. Năm nay em 34 tuổi. 34 dạ. tuổi. Hiện tại thì em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. Em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang kinh doanh spa ở bên quận Tân Bình. Kinh doanh spa ha. Dạ vâng. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào, chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Yeah. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Bá Ngọc, năm nay em 35 tuổi ạ. Em quê ở Quảng Bình, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Long An. Em kinh doanh bất động sản. Ở Long An là ở đoạn nào? Em về thành phố Hồ Chí Minh mất bao lâu? Dạ, em đi lên đây thì hết khoảng 45 phút ạ. Em ở huyện nào, ở đâu? Em ở gần Hóc Môn đấy ạ. Em ở ngã ba Mỹ Hạnh. À, ở Đức Hòa, Đức Hòa đúng không? Vậy thì đi qua Tân Bình cũng gần. Dạ gần. Không có xa đâu. 45 phút đi ông Đa. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em. Em nghĩ điểm mạnh của em là cái gì em cũng dám làm, dám chơi và dám thử. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính nè. Rồi rất là kén ăn và mau quên nhiều thứ. Mau quên nữa. Dạ. Rồi, mời bạn trai điểm mạnh điểm yếu. Dạ, em ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hăng hái trong công việc. Em biết làm việc nhà. Tính em thì yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Còn nhược điểm của em thì hay ngủ nướng. Rồi em hơi kỹ tính. Ví dụ như tắm rửa thì em tắm hơi lâu. Em tắm khoảng 30 phút mới xong lận. Bạn tắm hay sao mà tắm lâu vậy anh? Anh cũng biết nữa. Nhiều khi vô trong ngồi thư giãn luôn đó em. Mà tắm lần 30 phút mà bao lâu mới tắm lần? Ê, dạ ngày tắm 2 lần đó chị. Trời đó là ngày mất tiếng hồ tắm á hả? Dạ đúng rồi, mất hết 1 tiếng cho việc làm vệ sinh cá nhân nữa. Rồi tình trường hai bạn thì sao? Em thì trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là thời sinh viên. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây khoảng 5 rưỡi rồi anh. 5 rưỡi. Quen nhau được bao lâu mà chia tay? Dạ quen được 6 tháng chị. Trời sao quen ngắn vậy? Dạ nhiêu đó là em nghĩ là cũng đủ thời gian để tìm hiểu rồi. Quyết định là mình nên tiếp tục hay nên dừng lại. Và em chọn phương pháp dừng lại. Vậy thì cũng chưa có sâu sắc gì lắm ha. Dạ. Rồi bạn nữ. Từ trước ra thì em chưa quả trải qua mối tình nào hết. Cái gì? 34 tuổi chưa có mối tình nào hết. Dạ vâng. Tại sao? Có thể là tính cách của em nó hơi khác thường một chút xíu. Ví dụ như trong công việc thì em lúc nào cũng nghiêm túc, giống như một bà cụ vậy đó. Khó ưa, khó tính, khó chiều, chỉ có dễ ghét thôi. Còn khi mà em đi ra đường, em đi chơi với bạn bè thì giống như là một đứa con nít vậy đó, rất là tăng động. Ví dụ như là leo, trèo hoặc là làm tất cả mọi thứ mà mình thích. Chào em gái. Chào. Anh muốn qua nhìn em liền bởi vì em rất là ấn tượng cá tính đối với anh. Nhưng mà bây giờ trong đầu em á, hình dung một cái nửa yêu thương của mình là một người như thế nào? Em chỉ cần một người là hiểu được em, hiểu cũng em. Dám chơi, dám làm, dám thử tất cả mọi thứ giống như em. Và một người đàn ông thì đương nhiên là em cần có một sự lãng mạn, ngọt ngào và cưng chiều phụ nữ một chút xíu. Hình dáng cao thấp? Hình dáng cao thấp thì đối với em không quan trọng lắm, bởi vì em có thể chỉnh sửa được những thứ đấy. Cao thấp sao mà chỉnh sửa được em? Mập ốm thì còn có thể chứ cao thấp là thua rồi, em đi kéo giò. Dạ đúng rồi, bây giờ thẩm mỹ ghê vậy hả? Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Thế nhưng mà so sánh với các ngôi sao showbiz bây giờ thì em thích ST. ST? Dạ. Có Betty anh, Betty. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em thì thứ nhất là hiền đó chị. Biết ứng nhân xử thế với lại biết lễ phép với người lớn đó chị. Có điều gì em không thích ở người bạn nữ? Em không thích anh mang lộm thổm á chị. Nói năng thì kiểu như là mất lịch sự. Rồi hay chửi thề, đặc biệt là chửi thề là em ghét lắm luôn. Có chửi thề không em? Dạ không. Tắm ngày 1 tiếng hả? Em 2 lần tắm 1 tiếng á chị. Ra tóc tai quần áo mất bao lâu nữa? Dạ mỗi lần em ra đường là nói chung là em trau chuốt ngoại hình lắm. Tại với em ví dụ như mình có đẹp thì mình đang tôn trọng người nhìn mình, người đối diện người ta nhìn mình, nhìn vô người ta lịch sự á chị. Là nên mất, mỗi mất lần bao lâu? Em ra đường em trau chuốt đồ cũng phải mất tầm trên 20 phút đó. 20 phút. May mà chưa có tô son trét phấn đó. Nào muốn đám cưới? Em thì nếu cũng lớn tuổi chị nên tìm hiểu được thì tùy thuộc bạn gái ạ. Mình lấy thể, về lấy nhau về mình lập nghiệp mình sẽ ở đâu, vợ chồng sẽ ở đâu? Em có nhà riêng rồi chị. Có nhà riêng rồi. Dạ. Vậy là không có làm dâu hả?
Dạ không. Ba không, mẹ không ở phải đi. Làm dâu. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nha. Em đi với ai? Dạ em đi với chị bạn. Chị bạn rồi, dạ. Cho chị gặp bạn của em ha. À, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Thùy Anh, hai chị em khá là thân thiết với nhau. Phương Anh thì có cá tính rất là mạnh mẽ, nhưng mà mạnh mẽ đây là do dòng đời xô đẩy thôi, ở trong cũng yếu đuối lắm. Chỉ có một cái là đúng là Phương Anh khó tính trong tình cảm. Hồi nãy ảnh có nói là tính ảnh rất là hiền. Thì em nghĩ một người phụ nữ mạnh mẽ, nếu như mà gặp được một người đàn ông hiền lành thì cũng là một cái điểm phù hợp. Thấy anh dễ thương. Dễ thương mà. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với dì với lại hai em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Dạ em thấy cháu Ngọc này ở nhà thì cũng ngoan, cũng biết quan tâm mọi người xung quanh. Cháu gái bên này thì cũng thấy cũng có cá tính, cũng dễ thương. Rồi nói chung tại vì cháu Ngọc là nó không có mẹ, cho nên cháu gái bên này là biết nấu ăn, rồi nói chung là như vậy là em cảm thấy rất là thích rồi. Hy vọng là cháu về với nhà của cô. Dạ. Rồi. Được rồi ha, bây giờ hai bên ủng hộ hết rồi. Bây giờ để cho hai bạn trực tiếp nói chuyện với nhau, rồi mình sẽ quyết định nha. Dạ. Mở rào. Bông tặng em. Dạ em cảm ơn. Em biết vì sao anh tặng em con heo không? Chắc là anh biết em thích heo. Ủa em thích heo à? Dạ. Hên quá. Tại vì anh tuổi con heo nên anh tặng em con heo. Nhiều khi anh muốn không có anh ở bên cạnh thì nó sẽ thay anh chăm sóc cho em. Nó có gắn điều khiển điện tử vào đây được không anh? Nó là người gắn cả trái tim của anh vô trong đó luôn á. Dạ. Nếu mà mình hẹn hò á thì buổi hẹn hò đầu tiên là em thích mình hẹn hò ở đâu? À, em thích đi xem kịch. Đi xem kịch. Dạ, em thích xem kịch và xem phim, hoặc là đi chơi những cái chỗ nào mà nó thoáng mát hoặc có những cái trò chơi vận động gì đó. Em không thích đi uống cà phê nhiều. Mỗi lần em đi ra ngoài em có make up nhiều không? Tức dạ là không. Tại vì em biết sao không? Anh muốn một người vợ thế này này. Ví dụ như ở nhà thì giống Oisin, mà khi ra đường phải giống như một bà hoàng vậy á. Mà lúc mà lên giường thì phải ngọt ngào, lãng mạn. Nhìn về phía bên trái, tay trái hả? Nhìn phía bên trái. Cái vụ này hay rồi nha. Em muốn hỏi là tại vì tính của em nó hơi tăng động một chút xíu, nên là anh có thể cho em biết một vài những cái thói quen mà khác người hoặc là hơi biến thái của anh một chút xíu không? Thói quen khác người của anh hả? Dạ đúng rồi. Thì nhiều khi đang còn nói chuyện đồ chẳng hạn vậy, anh đùng cái anh hét toáng lên vậy á. Anh hát á. Mọi người đến em ca khúc là Nắm Lấy Tay Anh. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Mỗi sớm mai khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi hai ta sẽ không xa rời. Dạ. Rồi bạn nghĩ hay hát lại luôn. Hơi rung chút xíu. Vậy thì em cũng sẽ hát tặng anh một đoạn ngắn nha, để cho anh bớt rung ha. Em thấy hơi rung chút xíu. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường. Phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngắn như giấc mơ qua và đời vẫn thế. Vẫn mãi trôi, tháng năm dài, mình có đôi. Nắm tay em chặt hơn đi, để trong lúc bất nhau dẫu mãi về đâu. Đệm sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Xiết môi em chặt hơn đi. Hay lắm em. Hai đứa này vui rồi nha. Cái này chắc em nắm hoài luôn đó. Nắm luôn đi, nắm luôn. Anh ơi phải thả ra về bấm chuông. Nắm luôn, hai đứa nói chuyện luôn, nắm luôn đi. Nhưng ba vấn đề anh đưa ra em có thấy mình làm được tất cả mọi thứ không? Hả? Ý anh nói lên giường ngọt ngào và lãng mạn ở đây là ví dụ như là lúc mà hai đứa lên giường đúng không? Thì em kể cho. Đang lấy ví dụ thôi. Ví dụ cứ nói thẳng đi. Nói đi. Thì em kể cho anh nghe một câu chuyện chẳng hạn đúng không?
em kêu anh hôm nay em đi đường em thấy cụ ông 35 tuổi dắt cụ bà 34 tuổi vào quán ngồi ăn kem, em còn thấy là cụ ông dùng răng bắt chí cho cụ bà nữa chẳng hạn đồ vậy đó. Còn sao? Kể gì mà rối quá không hiểu gì hết. Chưa cái rõ. Cái ngọt ngào đó hơi lạ. Rồi bây giờ hai bạn nè, giây phút này quan trọng. Nói nói chứ nhiều khi người ta nói cười vậy mà chưa chắc người ta bấm nha em. Bây giờ mình phải nhìn thẳng vào mắt nhau, mỗi người nói với nhau một câu thôi, ngắn gọn. Anh thì cũng thấy rung động. Này anh muốn nắm tay em đi hết quãng đời này. Anh hy vọng em cũng vậy. Em về sự rung động thì vẫn chưa, nhưng mà em cảm nhận được là mình có thể tìm hiểu thêm. Đó là cái em thấy là nó quan trọng hơn. Đây là một cô rất là quyết đoán. Tại sao mà 34 tuổi đã chưa chọn ai? Không có vội vàng, đúng không em? Rồi. Từ từ, chậm mà hết chắc. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nhớ ngọt ngào nha. Để tay nút bấm đi. Hãy chàng suy đài. Nghĩ thật kỹ nha. 3 2 1 Hết thời gian. Em trai có bấm không? Dạ không. Không bấm. Sao vậy? Trời ơi. Nói chung em cũng có chút rung động, nhưng mà em nghĩ nó chưa đủ để em bấm. Đúng. Em có thể nói cụ thể luôn để... Với lại em thấy bạn gái nói là bạn gái cũng chưa có rung động. Thì phút đầu mà chưa... Hoàn toàn sai lầm. Có thể là do câu đó. Nói tóm lại là đôi khi con người ta có một cái cảm xúc dạt dào nào đó, nhưng khi có một cái động thái nào đó làm ngắt ngang cái cảm xúc đó. Đúng không em trai? Bạn gái suy nghĩ như thế nào? Em thì ban đầu em cũng nghĩ là mình chỉ nên... chưa có sự rung động thật. Và khi em bấm nút thì em chỉ nghĩ là mình có thể tìm hiểu thêm về nhau thôi. Còn về cái rung động thì thật sự là chưa. Rồi. Cái quyền quyết định là do các do bạn. Do hai bạn. Tôi tôn trọng các bạn. Và chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Rồi. Rồi mình giới thiệu về bản thân mình giúp em ha. Họ và tên, quê quán, độ tuổi. Dạ rồi, em tên là Đào Hiền. Dạ em tên là Đào Hiền Tài, sinh ngày 28 tháng 5 1991. Quê quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuổi là 32 tuổi. Đang làm công việc là kỹ thuật viên. Kỹ thuật viên gì? Mình thấy mình đang làm trong bệnh viện hả anh Tài? Dạ đúng rồi. Là mình làm ở khoa nào, bộ phận nào? Kỹ thuật viên. Em làm bên khoa nội tiêu hóa. Mình là bác sĩ hay sao? Dạ em là kỹ thuật viên. Kỹ thuật viên là soi ruột, soi bụng người ta rồi đó đúng không? Dạ đúng rồi. Là siêu âm á hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì anh Tài? Điểm mạnh của em là hòa đồng. Mình cho thấy mặt anh đi, cái này là thấy đâu nóc nhà rồi. Xin lỗi. Rồi nè. Chưa thấy luôn. Là thấy chưa? Xíu xuống xíu thì anh ơi, tại vì tụi em có ghi hình lại á anh ơi. Dạ rồi đây. Xíu xuống nữa hả Nguyên? Có nghĩa là cho xuống mình nữa, đúng không? Dạ đúng rồi. Chị Trúc hỏi tiếp nha. Rồi mình nói một chút, mình cắt nhanh thôi ha Tài ha. Mình nói điểm mạnh, điểm yếu rồi đường tình duyên của mình nha Tài. Dạ điểm mạnh, điểm yếu, điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ rồi có điểm yếu của em là điểm yếu của em là chưa tự tin lắm. Chưa tự tin về cái gì em? Dạ chưa tự tin về giao tiếp này nọ. Là trong đó em không có giao tiếp được không hay là sao? Không giao tiếp bình thường, nhưng mà ý là kiểu như là ít đi những cái hoạt động ngoại khóa này nọ đó. Dạ, tại vì công việc cũng bận rộn. Nhưng mà thường chị thấy nếu mà làm công việc của em trong đó hình như là cũng âm thầm làm chứ đâu có nói chuyện gì nhiều với bệnh nhân đâu đúng cũng, không? Cũng có giao tiếp với bệnh nhân, dạ cũng có giao tiếp với bệnh nhân. Em đang làm ở bệnh viện nào? Dạ Trưng Vương à. Bệnh viện Trưng Vương rồi. Ở trong đó thì rồi em được bao nhiêu mối tình rồi nè? Dạ chưa có mối tình nào. Trời ơi sao vậy? Lý do?
Dạ tại vì con cũng ra đi học, lo học xong rồi cuối cùng ra đi làm rồi cũng cũng đi làm trong cái cơ trường cơ quan thì cũng có anh chị, mấy anh chị lớn tuổi thì cũng cũng có gia đình hết rồi, thì mình cũng có cũng khó kiếm được cái người phù hợp, cực Nhưng cũng mà hầu như chị là không thấy kiếm là được. ở trong bệnh viện á, thì có các cái đồng nghiệp thì sao? Không, thật sự là chưa có ai hết chị, không có ai hết. Ở Không, đây chị em đang lo hỏi làm lý rồi. do. Ừ, chị đang hỏi lý do đó. Ở trong đó thì em không có cảm thấy ai ok để mà mình tìm hiểu Vì hả? gia đình đã nói là có gia đình hết rồi chị, có gia đình hết rồi. Rồi mấy bạn trẻ thực tập À, rồi có không? không có thì mình cũng có tạo khoảng cách, thì kiểu như là cũng có nghiêm túc này nọ chứ không có đùa đùa giỡn với mấy em thực tập chị. Rồi. Ừ. Nhưng mà thường đàn ông là phải chủ động đó. Em thấy anh thích người nào, em có chủ động em cua đồ không? Dạ thì cũng em cũng hạn chế lắm, kiểu như Đó. là cũng tại vì cái môi trường làm việc này cũng cũng đòi hỏi là sự nghiêm túc này nọ, nên em ít ít khi nào em có nói chuyện mà đùa giỡn với người khác giới được. Chà, vậy mà căng thẳng quá rồi nói chuyện tình yêu làm sao được đây? Rồi lên sân Ok. khấu tham gia là có cười được không nè? Dạ được, chỉ bình thường. Rồi, em nói về cái hình mẫu em mong muốn đi, em thích người như thế nào? Dạ, hình mẫu là người hiền lành, chăm chỉ, rồi có công ăn việc làm ổn định. Không 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 cần công ăn việc làm ổn định, kiểu như là hình mẫu là người siêng năng, người lễ phép với gia đình vậy thôi. Rồi tuổi tác thì sao, ngoại hình cô đó như nào? Tuổi tác thì cũng từ 20 tới khoảng 25 tuổi là được. Ngoại Rồi hình tương đối là cũng được. em cao bao nhiêu? Dạ. Em á, em Dạ cao bao cao nhiêu? mét 68. Cao mét 68 thì Rồi, công việc cô đó em có yêu cầu gì không? công việc cái gì, công việc thì cũng không yêu cầu gì đâu. Rồi ok em, nếu mà được chọn thì chương trình liên lạc lại cho mình ha. Rồi xong rồi mình sẽ chuẩn bị các thủ tục cần thiết để mình trao đổi thêm rồi mình đi ghi hình nha. Công việc có được là giáo viên mầm non hay gì cũng được vậy, tại gia đình em kêu là ba mẹ cũng làm giáo viên. Vậy hả? Thích giáo viên đúng không? Dạ Rồi dạ ok dạ em giáo coi viên cần hay gì nữa không? dạ dạ Còn dạ gì nữa ngoại không em? hình thì cân đối là được rồi, không cần gì. Rồi. Ok, vậy Dạ còn vâng, gì nữa không nè? cảm ơn chị nha. Rồi, được rồi Dạ ha. hết Rồi, rồi cảm chị, ơn thôi em. được rồi, cảm Rồi, ơn. cảm ơn em Dạ nha. vâng. Ở đây thì Dạ. là biên tập với ekip của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thôi. Thì mình có 5 phút để giới thiệu về bản thân mình, họ và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, rồi điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì ha. Em mời anh. Em tên là Dương Vũ Linh, em sinh ngày 1 tháng 2 năm 1991, quê quán em ở Kiên Giang và hiện tại em đang làm việc sinh sống tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của Anh em là làm gì ở Củ Chi anh? em làm cho một công ty về nhôm của Mình làm cái gì ở trỏng, nhân viên hay là mình làm công nhân hay làm cái gì anh? em làm trợ lý xưởng á chị. Trợ lý xưởng. Rồi. Em Rồi làm điểm trợ mạnh, điểm yếu của mình là cái gì anh Linh? điểm mạnh của em thì em thì chỉ có là em không hút thuốc, không có rượu chè, không cờ bạc gì kia thôi. Còn điểm yếu của em thì em không có điểm yếu nào. Rồi, tự tin vậy hả? Rồi, về tình trường của anh thì sao rồi? Trải qua mấy mối tình rồi, có đã kết hôn lần nào chưa hay như thế nào? Em chưa kết hôn lần nào, em trải qua 3 mối tình. Rồi, Cái anh mối kể tình về 3 mối tình này đi, quen bao lâu, lý do vì sao chia tay? mối tình đầu tiên thì quen hồi lúc còn đi học, rồi sau khi nghỉ học thì không còn liên lạc với nhau nữa. Còn mối tình thứ quen cách đây 6 năm. Rồi quen bao lâu, lý do gì sao chia tay, mình cứ chủ động mình chia sẻ ha. Quen một một năm rưỡi, tại vì gia đình bên đó bên đạo Thiên Chúa chị,
rồi bên gia đình em không chịu, rồi xong rồi hai đứa em vẫn vẫn tiếp tục quen một năm nữa, rồi xong em cảm thấy quen mà không có đến được với nhau á, rồi em chủ động em rút lui. Ủa sao mình đã quyết định là mình quen thêm nữa rồi sao mình không cùng nhau ấy mà mình lại rút lui như vậy? Dạ, tại vì bạn gái. Tại vì ở bên gia đình bên kia thì cứ bắt buộc em phải theo đạo mới, rồi bên kia mới gả chị. Rồi xong rồi em quen rồi xong thấy cảm thấy là không được đến với nhau. Rồi mối tình thứ ba thì sao? Mối tình thứ ba thì cách đây khoảng 2 năm. Tại vì cái bạn đó, người bạn gái đó chọc cằn, nói chuyện đối với người lớn không có lễ phép này kia á chị. Về nhà em chơi không có, dạng như không có chủ động này, không có chủ động nói chuyện với ba mẹ em này kia đó. Nói chung là cái người đó em cảm thấy em quen được, nhưng mà em cảm thấy cái người đó không có hiểu chuyện và biết chuyện á. Rồi bây giờ mẫu người mình mong muốn là mẫu người như thế nào, về ngoại em, hình, về tính cách, tuổi tác, quê quán? Quê quán thì ở đâu em ở đâu cũng được chị. Tính cách thì em quen cái mẫu người bạn gái là em không có yêu cầu gì hết, em không cần giàu nghèo xấu đẹp hết, em chỉ cần người bạn gái đó hiểu chuyện biết chuyện là được rồi. Rồi ví dụ như vậy thì chị thấy là đơn giản quá, ở ngoài cũng tìm được mà tại sao tìm đến chương trình? Tại vì em làm trong cái môi trường này toàn là người lớn tuổi không mà chị. Rồi mình có biết sở trường hát hò gì không, nhảy múa gì không? Không, dạ giờ em không có hát hò hay nhảy múa gì hết. Ví dụ như đã coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đúng không? Ví dụ lên sân khấu thì ví dụ như có một cái tiết mục để gửi tặng bạn gái thì mình làm cái gì gửi tặng? Không nghe rõ, hình như mất tiếng rồi, nói lại giùm ạ. Chắc em hát luôn. Hát hát hả? Dạ, chắc em hát tặng bạn gái luôn. Rồi vậy hát vài câu đi nè, một hai câu gì tặng cho chương trình coi coi giọng hát sao nè. Giờ em không biết. Bài nào cũng được, một hai câu cũng được, một câu cũng được, để coi giọng mình như thế nào. Đó cũng là một điểm cộng cho mình đó, sự tự tin của mình đó. Tại vì em chưa có chuẩn bị bài hát nào, em chưa có chuẩn bị hát đó chị. Vậy thì ok, vậy thì còn yêu cầu mẫu người yêu như thế nào nữa không? Dạ không, thì em chỉ cần người bạn gái đó hiểu chuyện, biết chuyện và nói chung là tới nhà lúc quen hay là lúc cưới về cũng về nhà em thì gặp, ví dụ gặp người lớn lại chơi, bạn của ba mẹ em á lại chơi thì yêu cầu chỉ gặp đầu chạm gái là được rồi chị, chứ không cần gì. Dạ. Về ngoại hình cũng không cần luôn. Dạ ngoại hình thì tại em chiều cao em thì cũng em có 1m5 thôi. Mét năm mấy? Em 1m56-57 vậy. Vậy là bạn gái thì phải thấp hơn rồi đó. Chứ thường là bạn gái nếu như mà ngang ngang cỡ cỡ mình là toàn là đòi trai cao không à. Dạ đúng rồi. Thì ở chung em cũng nhờ chương trình sắp xếp cho em cái người nào đó mà cũng tầm cả em. Rồi mình chuẩn bị này kia hát hò nha, nếu như mà muốn tham gia chương trình ha, lên sân khấu thì mình cũng phải chuẩn bị bài hát này kia nha. Rồi thôi, buổi casting ở đây thì cũng ghi nhận hết rồi, cái buổi casting